Rồi lên xe ông cháu mình về. Dạ. Khác chứ. Chào chú Vũ ơi, chú Vũ dạ. Ơi. À, ông về với con của ông rồi. Về Cà Mau rồi. Ông Tư về Cà Mau là quyết định đúng đắn không? Đúng đắn luôn, đúng đắn luôn. Về với con là đúng, đúng chính xác 100% luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Ngày khá đặc biệt đối với các bạn trẻ vì hôm nay là ngày 14 tháng 2. Cũng nhân ngày này thì Bùi Hồ xin chúc cho những cái cặp đôi, những đôi bạn yêu nhau á có một cái tình yêu nồng thắm bên người yêu thương nhất của mình. Và ngày hôm nay là ngày đặc biệt đối với một người cũng khá là cao tuổi, đó là ông Tư. Vì cái cuộc sống của ông Tư từ nay về sau nó sẽ thật sự đổi khác. Đúng ngày 14 tháng 2 này là ngày cuối cùng ông Tư sẽ sinh sống trên cái dòng sông này để ông trở về lại vùng đất Cà Mau, nơi mà ông đã từng sinh sống trước đây 31 năm. Khi Bùi Hồ đăng clip về cái cuộc sống của ông Tư trước ngày về Cà Mau thì rất là nhiều cô bác quý anh chị cũng đã đồng hành rằng là cái niềm vui này á, nó đối với ông Tư nó rất là trọn vẹn cho những người xem video clip và cho những người trong cuộc như là ông Tư và anh Sầm Hưng cũng như là chị Cẩm Hương. Sáng ngày hôm nay á, thì Bùi Hồ có nhận được một cái hỗ trợ từ một cái bạn. Bạn đó nói như thế này nè cô bác quý anh chị. Anh Bùi Hồ ơi, hôm nay anh cho em gửi một cái phần quà nhỏ nhỏ đến ông Tư với giá tiền là 1 triệu đồng, đó là bạn Thảo ở Nha Trang. Anh nói rằng trước đây anh không nhận tiền hỗ trợ cho ông Tư vì ông Tư sống dưới ghe có một mình. Ngày hôm nay ông về thì em cũng đã yên tâm để mà gửi tiền cho ông để cho ông dưỡng già những cái quãng đời còn lại. Và bây giờ thì hiện nay anh Sầm Hưng đang ở dưới ghe chuẩn bị những cái vật dụng để mà chuẩn bị chạy chiếc ghe của ông Tư là ba của mình về Cà Mau. Còn Bùi Hồ cùng với các anh em sẽ đi đoạn đường bộ hơn 100 km về ngay tại xã Tất Vân, thành phố Cà Mau. Và đoạn đường cũng còn khá là dài. Trước khi đi thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây để mà gặp ông Tư, chia sẻ về cái câu chuyện cảm giác của ông khi thế là như thế nào khi mà chuẩn bị về. Và ngày hôm nay chắc có lẽ là cái ngày mà khác hơn so với về lần Cà Mau gần nhất đây của ông Tư. Vì hiện bây giờ là ông Tư sẽ về, sẽ ở với lại chị Cẩm Hương luôn. Và cái quãng đời còn lại về tuổi già già thì ông Tư sẽ sinh sống ở vùng đất Cà Mau. Giống như cái câu mà ông Tư đã từng nói với con là sống để xương và chết ở sống để da và chết để xương. Thì con và tất cả mọi người, cô bác quý anh chị cũng đã xem kênh thì cũng đã rất vui. Và vì ông Tư đã chịu về lại với chị Cẩm Hương nói riêng và anh Sầm Hưng cũng như là một cái những người thân yêu nhất của mình nói chung, thì trước khi về lại Cà Mau thì ông Tư có muốn nói lời nào cho cô bác quý anh chị biết vào cái thời điểm này về cái suy nghĩ của ông Tư không? Thì tôi cũng trao với cô bác ra bây giờ tôi mong ước gọi về con tôi, một là tôi sống gọi là chết gọi như, nhưng mà ban đầu tôi còn ngại ngại hai bàn tay trắng, giờ thân xác què quặt mà con tôi cũng rất đáng nhìn một người cha, cậu người cha hơi thở cuối cùng. Để có được ngày để có được ngày hôm nay thì chắc có lẽ là chị Cẩm Hương và anh Sầm Hưng cũng đã trải qua khá là nhiều thử thách của ông Tư về cái việc mà xuống xem cái cuộc sống của con mình nè, rồi mình thử thách rằng con của mình nó có đã hiếu thảo thật sự chưa, hay chỉ là lo những cái phút ban đầu thôi. Thì ông Tư là người cảm nhận rõ nhất đúng không ông Tư? Và ông Tư nhận thấy được rằng con mình là những người con rất là có hiếu, rất muốn cha của mình về quê, chứ không phải là những cái lời nói mà chót lưỡi đầu môi hay không Tư? Đó, những cái yêu thương cái này nó lại thể hiện được bằng hành động, bằng lời nói vừa hành động trong lương tâm của con tôi. Cho nên tôi rất hân hạnh, rất vui mừng. Và chỉ còn vài phút nữa thôi thì ông cháu mình sẽ bước ra xe để mà đi về. Và đi hai người đi hai hướng, anh Sầm Hưng trên ngồi hôm nay cho chia sẻ cái rồi anh em mình lên nghe luôn ha. Thì hiện nay thì chuẩn bị anh sẽ đi bằng đường thủy và em cùng với lại ông Tư sẽ đi bằng đường bộ về. Thì đối với anh cái quãng đường như thế này nó có xa lắm không, và cảm giác của anh bây giờ nó vui hay là buồn? Vui cũng không đường yêu cầu cha chạy về dưới, giờ xa ba mấy cũng gọi là gần hết. Và bây giờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng để mà chạy chạy ghe vào dưới chưa? Cũng sẵn sàng.
để thay đồ cho cha, cái cha ra xe cái. Đem bộ đồ cho cha ha. Thôi bây giờ chắc có lẽ là con không có làm mất thời gian của ông Tư với lại con của mình, với lại anh Hưng á, và cũng như là thời gian của mình để mà tranh thủ về lại Cà Mau. Đây là ngày mà con mong gần, đây là ngày mà cuối cùng ông Tư sẽ sống ở trên cái dòng sông này, và mãi mãi về sau thì ông Tư sẽ sinh sống ở ngay tại vùng đất Cà Mau. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị tiếp tục hành trình cùng Quỳnh Hồ cũng như là các anh em ngay tại ngày về Cà Mau ha. Ngày hôm nay mà cái việc mà đưa ông Tư ra xe không còn là việc của anh Đạt nữa, mà cái việc này nó sẽ thay vào đó là anh Sầm Hưng. Thật ra thì nếu như mà tính về cái quãng đường đi á, thì anh Sầm Hưng sẽ đi thời gian nó lâu gấp 3 lần của ông cháu của mình. Nhưng mà anh Sầm Hưng muốn tận tay của mình đưa cha của mình ra xe, thì cái cảm giác bây giờ thấy nó bùi ngùi dữ không ông Tư? Chú nhẹ chứ không còn bùi ngùi gì nữa. Trước kia thì đầu óc còn rối nát, giờ đầu óc giờ còn rối nát, không có rối, không có gì chứ. Quá vui mừng luôn. Nhìn năm Tư hôm nay mặc bộ đồ Biruma rất là đẹp nè. Hai cha con đều dễ thương nhất. Anh Sầm Hưng, em muốn hỏi là tại sao anh không chịu chạy xe 4-5 giờ, chạy ghe 4-5 giờ sáng về mà phải đợi đến thời điểm này? Đợi nước cho nó yếu yếu quá. Thả cho nó lẹ hết. Anh còn nước ha. Nó chảy quá mình chạy lên nó lâu. Còn một cái vấn đề nữa mà em muốn hỏi anh, đó là sáng nay thì tụi thường ngày là ông Tư khoảng 4 giờ mấy thức dậy uống nước trà rồi. Sáng nay 6 giờ rưỡi em chạy lại thì ông Tư vẫn còn đang ngủ, thì anh muốn dành cái giấc ngủ cho cha mình về cho khỏe nhất hay là như thế nào mà anh không đánh giấc ông Tư vậy? Cho cha nằm cho nó khỏe, lên xe về dưới. Ngày hôm nay thì ở quê nhà chị Cẩm Hường đã chuẩn bị món gì cho ông Tư chưa? Chưa biết, sáng chưa có điện. Chưa có điện luôn hả? Là tôi giờ đương vậy, nhưng tôi biết con tôi nhớ nó đúng, nó lo chứ lắm rồi đó. Dạ. Dạ. Chưa ra cha về phải có một miếng ăn đặng mà cha khỏe mạnh. Giò heo là chị Cẩm Hường sáng có gọi cho em. Rồi thôi bây giờ không có tốn thời gian nữa, mình tranh thủ về dưới cho ông Tư khỏe. Anh có thể ẩm anh ông Tư ra ngoài xe nha. Để xe ra cho đi. Rồi lên xe ông cháu mình về. Quay kìa, quay cô bác bye bye kìa. Sớm luôn. Dạ. Rồi nói lời chào với bà con đi ông Tư ơi. Dạ. Không, đó kỷ niệm. Dẫn ông Tư trên cái dòng sông buồn không? Dạ. Dạ. Cô, dẫn ông Tư nhặt ve chai rồi mai mốt chai phế liệu xử lý thì sao? Chào chú Vũ ơi, chú Vũ ơi. Dạ. Ông về với con của ông rồi. Dạ. Thôi, thay mặt ông Tư cảm ơn cô bác quý anh chị. Thôi bây giờ chắc cũng lên xe để về lại Cà Mau. Dạ, dạ. cũng bà con cũng gặp ông Tư về cũng mừng ghê, cô chú anh chị gặp ông Tư về mừng ghê á. Ủa anh biết ông Tư lâu chưa? Anh hả? Dạ. Lâu rồi. Lâu hả? Nay về buồn không? Về thấy cũng mừng cho ổng á. Dạ, anh có thường xem ông Tư trên mạng không? Có. Dạ. Về Cà Mau rồi. Thấy ông Tư về Cà Mau là quyết định đúng đắn không? Đúng đắn luôn, đúng đắn luôn. Về với con là đúng, đưa chính xác 100% luôn. 30 mấy năm mới gặp lại con. Nhưng mà bình thường là gặp ông Tư nhặt ve chai dưới sông vậy, mình có thấy mình thương ông Tư không? Nếu như mà với hoàn cảnh ông gì thấy cũng tội nghiệp. Dạ. Nhưng mà cứ nhầm lúc cho đầu ổng lại. Hôm nay gặp ông Tư về rồi cũng là mất một người bạn để mình giao duyên hả? Không, nếu mà ông về kêu đó thì ở đây cũng mừng giùm cho ổng. Đã già rồi, giờ cũng đơn chiếc. Dạ. Về với con ổng thì đây nữa cũng mừng giùm cho ổng.
dạ. Cái nên cái già cả lên xong thì nó hiu quá. Cái bệnh quản rồi đó. Dạ. Rồi thôi nhìn đi ha, anh đi bán dạ, nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chúc anh mua bán. Này thấy bà con vậy thấy buồn người không ông Tư? Buồn người chứ, nói thiệt cái con. Dạ. Nếu mà bà con hay hết á là nói thiệt cha đi thế này là cô Quần là đứng nhạc được. Dạ, yeah. Tại bà con ở vòng vòng ở xóm đây không hay ha. Dạ. Yeah. Dạ nên thấy cũng bùi người. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi đi luôn. Bây giờ mình khởi hành ha. Rồi. Đón ông Tư nữa mình còn đón ai nữa? Không còn đón ai nữa. Còn đón một người nữa chứ? Đón thằng em Kết Nghĩa. Đón em Kết Nghĩa nữa. Là chú Ba ha. Chú Ba đó. À. Kỳ này là tuyển về phải tuyển tận nơi luôn mà. Quay đầu đi không quay đầu trở lại nữa mà cũng phải quay nhưng mà cũng lâu nửa năm hay là một năm chứ chuyến đường xa quá đâu có điện bạc đâu mà đi tới lui bình thường như mà mình gần gũi đấy à, dạ nè đặt cầm đi à ra bây giờ là mình đậu ở đây cũng án xe của người ta mà cái cảm giác bây giờ con thấy gì nè ông Tư ngày trước giờ ông Tư tâm sự với tụi con á là ông Tư chỉ hớt tóc là tự hớt thôi à chứ không có đời để cho người khác hớt. Và ngày hôm nay là về ông ta ông Tư là để cho người khác hớt. Có lẽ là cuộc đời của ông sẽ sang một cái trang mới ngay lúc cái tuổi già như thế này. Đúng không Tư? Chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng không? Cũng có một đứa con cũng là có hiếu. Đón mình quay chứ ghe chạy nha con tranh thủ. Mà cũng vẫn sống bình thường. Sao ông Tư nói là sao? Cuộc đời của cha con. Dạ. Yeah. Đó, trước giờ ra đi vậy, không có hiếu nợ ai, đồng bác, đồng chú. Nhưng mà không mang danh là cốt trộm, chỉ là sống liêu miêu bắt được vậy đó. Sống bình thường vậy đó. Dạ. Yeah. Mà cũng lo được gối gấu và đang về thăm con. Đó. Rồi giờ đó, tình cha con quá mến, quá trọng. Dạ. Tôi phải trở về sống với con được. Nhưng mà hồi sáng mấy bà con cô bác tiễn ra để mà mừng ông Tư về thấy buồn người không? Dạ, cũng buồn người. Nếu mà mình còn ai vài tháng rồi vài năm mình cũng quay về cũng cũng được mà đâu gì đâu. Đâu có gì đâu mà lo lắng. Ông Tư có hẹn ngày trở lại đó. Nhưng mà trả lại thăm thôi. Trả lại thăm. Dạ. Nửa năm, một năm như đó mình về thăm ông bà, cha, mẹ rồi này nọ vậy đó. Dạ. Cô bác. Dạ. Chứ là về luôn là không về. Là ở với Cà Mau mà sống vậy nè, chắc chết kể xương mà. Ngày trước á thì ông Tư sống ở dưới ghe là ngày tiêu tốn nhiều tiền con quên rồi. Hả? Ngày lúc mà đi nhập phế liệu á. Đúng mà mua ghe đó hả? Ăn uống á. Ăn uống thì nó bình thường chứ cũng không có bằng ra. Mình chỉ là được nhiêu mình mua nhiêu, nếu thì nhiều thì mình ăn thịt. Còn nếu mình ít thì ăn cá, mà cá ghẻ đồ này nọ ha. Dạ. Chứ không được cá ngon. Nó cũng bình thường. Nhưng mà tiện đặng cho nên mới được cái gối gấu phải về với con. Dạ. Đó. Dù về không phải luôn cũng phải về quê con thử coi sao. Ngày nay đó tôi về sự thật. Không còn lo ngại, không còn nghĩ ngại gì tất cả. Khi rồi là về thăm dò tình hình rồi. Ôi trời bạn này. Mà lần này về thì nó lại vui hơn. Dạ. Dạ. Nhưng mà con thật ra thì tụi con rất là nể phục cái quyết định của ông Tư. Thay vì những cái người mà nông cạn như tụi con á. Dạ. Thì cứ nghĩ rằng là ông Tư đã gặp con mình tại sao không về. Dạ. Rồi có nhiều người con nói thiệt nha ông Tư đừng buồn nha. Dạ. Có nhiều người trên mạng không hiểu thì nói ông Tư là một người cố chấp. Không về cùng con khi mà xa cách con ba mươi mấy năm rồi. Yeah. Nhưng mà thật ra cái câu chuyện mà ông Tư là người tính toán hết trước cả tất cả.
Dạ. Tại vì ông Tư phải lường trước cái chuyện sống ở dưới như thế nào nữa mà. Dạ. Đôi khi thì con mình mới gặp thì nó thương vậy đó. Dạ. Chứ đôi khi sợ gặp những người con mình không được có hiếu như là anh Hưng với chị Hường á. Dạ. Thì về dưới lại sợ là không còn được gì luôn, chứ đừng nói là có tất cả. Dạ. Đúng không Tân? Đúng vậy. Dạ, đôi khi thì gặp những người con không có hiếu, rồi gặp đưa lên cộng đồng thì sợ người ta kêu ghêu, rồi con mà nhìn cha mà không đem về nuôi. Dạ. Đó thì nó nhiều cái vấn đề thời gian sắp tới á. Dạ. Thì nó cuộc sống thì bây giờ nhận được rồi, thỏa đáng hết, thì bây giờ phải về, quyết định phải về thôi chứ. Chứ không thay đổi mà. Thật ra cô bác quý anh chị chia sẻ một cái câu chuyện cho cô bác quý anh chị hiểu luôn nè. Những ngày qua lần về sau Tết á, mà Bùi Hồ đi về với ông Tư á. Yeah. Thì câu chuyện là như thế này, ông Tư thử thử lòng của chị Cẩm Hương. Yeah. Sáng dọn ra một mâm nhậu á, nhưng mà không uống. Uống một hai ly nghỉ, cái khoảng chút xíu dọn ra mâm nữa. Coi thử con cháu nó có dọn dừa rửa hay là nó sẽ sanh nạnh ha ông Tư. Dạ. Yeah. Nhưng mà con đọc suy nghĩ vậy ông Tư thấy đúng không? Dạ. Dạ. Thôi hôm nay cũng là kết một cái kết kết cục tốt đẹp cho cả ông Tư và cả anh Sầm Hưng và chị Cẩm Hương. Dạ. Và từ ngày hôm nay á, thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ để số điện thoại anh Sầm Hưng hoặc là chị Cẩm Hường hơn lên. Thì cô bác quý anh chị mà có muốn ủng hộ cho ông Tư á, và những cái lúc dưỡng già đó, thì cô bác quý anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại của chị Cẩm Hường hoặc là anh Sầm Hưng ở trên cái màn hình. Rồi trước đây thì Bùi Hồ cũng có thay mặt Mạnh Thường Quân làm cho ông Tư một cái sổ tiết kiệm để dưỡng già rồi, với số tiền là 15 triệu. Thì ông Tư cũng có biết được vấn đề đó đúng không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Và thôi bây giờ chắc có lẽ tắt máy rồi sẽ lại đằng kia đón ông ba nữa cô bác của anh chị ơi. À, đoạn đường về xa nhưng mà thấy nôn nao nó cũng gần. chơi cái túi luôn hả? Mấy bộ đồ? À, hai bộ, bộ mặc là ba. Ba bộ. Ai? Đây ông ba. Qua đây. Ông ơi. Không. Anh Trâm muốn mua cái gì? Ở dưới thì thiếu cái mít. Thì cho cái thường. Ông ba mua vú sữa nữa kìa. Nhiêu ký cô, có hỏi giá cho ông ba. Nhiêu ký? Vú sữa hoàng kim hả? Cái này mấy giá? Mua nem luôn đi ông ba, con có tiền. Hả? Con có tiền cắt đi. Ít nhiêu ký đó con? Con có tiền cắt. 8 ngàn một ký. Nem đó là mấy ngày mới ăn được? Ăn liền được. Nem đó nem gì ta? Nem chua ngọt. Có ai lai dung hay gì? Nhiêu chục? 45 hả? Dạ. Nè, lấy 20 ha. Hơi à. Cha lấy 20 nem được không? 20 nem chua. Được. 45 ngàn. Bỏ chung này luôn đi. Dạ bỏ chung đi. Tại nhiêu rồi? 45 với kia 50 là 95 rồi. Mít chả? 90. Không ngon hả? Mua lên kia mèo không? Bưởi đi. Bưởi bữa đâu bữa gì? Bữa đây sang cục cỏ. À. Cục cỏ hả? Có sẽ thử không cô? À. Không có đâu. Sẽ thử từ sau bán được. Cục cỏ mới được chứ. Tại vì không, mà bảo đảm nó đi. Bảo đảm cục đỏ. Nếu mà không cục đỏ thì trả lại cho. Dạ. Lấy hai trái đi, hai trái để ăn liền á chứ không phải chân nha. Đạt lửa được không? Thấy trái vàng vàng. À, lấy trái vàng vàng kìa. Dạ. Không, cái này không được.
Sao vậy? Lộ bưởi là phải trái nặng cho, nặng, nặng nó nước nhiều. Còn cái nhẹ quá thì nó... Còn cam? Cam thì 15 ngàn. 15 ngàn lấy 2 kg luôn đi Đạt. À, hai trái bưởi lấy 2-3 kg cam vậy đi. 3 kg cũng được, đang đây về cho cha uống rồi cho khỏe chứ. Có những trái bưởi mà nó bự nhưng mà bự vô nhẹ te à. Ừ, nhẹ là nó bọng bọng ruột rồi đó, nó héo đó. Con không trồng bưởi nhưng mà con biết lựa. Ừ, nó héo. Không biết trồng bưởi mà biết lựa hả? Cam hả? Ủa cam đây. Cam này là cam ăn muối hay là cam ăn nước? Cam nước con. Uống nước. Uống nước. Có 4 kg cũng được nữa Đạt ơi. Cho nhiều nhiều đi mọi người cùng uống mà. Chứ đâu phải cha uống không à. Dạ. Như 15 ngàn ký hả? 4 ký. Phải cha đi chín cha. Kinh dịnh cho cha không? Dạ. Cái đó phụ. Nó luôn. Cô căng thử đi, cô lại căng thử. Ờ căng hết đó đi. Vậy đi, căng vậy đi. Bốn ký, 4 ký là 60 ngàn. Không biết mà con lượng, biết đủ 4 ký luôn mà. Hay quá ha. Này là 60 ngàn, này nhiêu ta? Này cây 2,7 ký, 3 ký thì 90 ngàn, bớt 9 ngàn cho 10 ngàn đi. Bằng đây 80 ngàn đấy. 80 ngàn, chứ kia là 60 ngàn là 140. Kia nữa. Nãy là 140 nữa. 208. 208. Nem chua có chưa? Có rồi. Dạ đây. Mình có lấy sữa không? Ngủ cho ông ăn không? Rồi, vậy là có quà rồi nghe cha. Có cần muốn thêm quà gì nữa không? Không, nhớ cũng được rồi. Kênh từ từ xe. Để con bạn, này vô đi. Bay vô mà xe chạy đường này nó chạy nhanh lắm. Anh chị biết không, chị có một nghỉ có khoảng hơn 5 phút thôi, trai ngồi uống ly cà, ông Tư ngồi uống ly cà phê nè và hỏi là có đi chưa. Nôn hả ông Tư? Nôn mà. Dạ ngồi chứ giọng bản hiểu luôn, tới đâu rồi mau tới. Nhưng mà sớm giờ sao ông Tư không ngủ? Ngủ đâu được. Dạ. Để chạy tối ngày tháng đêm cũng ngủ không được. Dạ. Đi chắc nạn đi bây giờ bây xa cũng không ngủ mà. Để mình dòm cái cảnh này cảnh nọ rồi có tháng nào tới chợ nào vậy đó. Ừ. Bữa nay gương mặt móc hết là gọi là nó bị khô da. Ừ, nó khô da. Bị dột da. Ừ. Mà nghỉ uống rượu chừng tự lễ cái da mặt bóng cái vợ cho là. Dạ. Nhưng mà có một số chuyện thì mình phải đôi khi là chén anh chén em. À, chỉ còn hơn 30 cây nữa thôi thì mình dạ, mình sẽ tới Cà Mau. Thì ngày hôm nay á, là sáng ngày hôm nay này con nhận được 4 triệu đồng. Hai bạn tên Thảo, một bạn tên Thảo ở Nha Trang. Tặng cho ông Tư 1 triệu, nói ông Tư về mừng quá. Một bạn tên Thảo ở New York của Mỹ. Một bạn nhớ tên, xin lỗi. Bạn này thì là bạn của con. Thì tặng cho ông 2 triệu đồng, gửi con 1 triệu để mà trị tiền xăng. Nhưng mà thôi, chắc có lẽ là cái phần đó sẽ dành làm quà để mà tí xíu nữa mình đi ngang Cà Mau mình sẽ mua thêm một ít gì nữa. Dạ. Thì ông Tư thấy như thế nào? Thấy rất hạnh diện với cha tôi trên mạng đó mà của tôi cho bác Radio. Nhưng mà nói ông Tư về các con các cháu với cô bác anh chị cũng giúp cho ông Tư một số nào để liên hệ cho con. Đó. Mà bởi ông Tư hứa là ông sẽ phải về bằng giá nào cũng phải về cho con. Nhưng con khóc lóc đau khổ quá. Công cầm lầm không đặng, nước chảy thì đá mòn. Phải vậy. Cha lòng của cha
không phải là đá sắt, phải là kim loại và vàng. Nhưng mà ghe của ta đó, ghe của bò, có khi nào hay là mình cứu cha học tiền cha đó là cứu ghe giúp mấy chạy dớt về dài về cũng được. Đối với con nghe phải không? Đúng chứ, bây giờ ban đầu thì cha dắt lâu ai cũng là mong, nhưng mà cái chữ mong á cũng không bằng cha đâu. Cha mong là con cho con á hoàn cảnh nó thế nào đó, cha mới thấy thỏa mãn được, cha mới thấy theo cha phải nghe theo được nghe cùng tất cả cùng các con với cô bác giúp đỡ. Bây giờ về tới đó ở trên nhà ở nghe lại cũng được, đâu có đâu. Thì tính ra thì ông Tư là ngoài cứng trong mềm chứ. Ai về đâu là mềm hết trơn à? Dạ, ý con nói là thấy cứng rắn nhưng mà thật ra thì trong lòng cũng suy nghĩ nhiều. Thì con nói ông Tư là giống như là ngoài thì sắt đá nhưng mà ở trong thì nó lại có những cái sâu sắc riêng. Mềm mỏng dữ lắm. Bởi vì đó mình bỏ con lâu rồi, đi theo quê cũng lâu rồi. Mà bây giờ đó, theo ai cũng vậy chứ không phải do cha. Muốn quay trở vậy đó, thì không phải là cái lòng cũng suy nghĩ khác. Mà thời điểm chứ đâu phải là đột dạng 10 điểm là 10 điểm đâu. Dạ. Phải không con? Dạ. Đó. Từ đó mình quay về đó, yên ổn cũng như là mình được cái nhà cũng có ghe là ai cũng quá mừng rồi. Mình thiếu cái đó mà được cái đó thì mình quá mừng rồi. Giờ thiếu tình con mà giờ thiếu tình con mà giờ được sống với con là quá vinh hiển, còn gì nữa. Vậy cũng là cha không còn lo sợ gì nữa đó. Rút tay nước mắt rồi tí xíu nữa là cái giọt nước mắt của con hai cháu. Dạ. Có những cha sống mình đã vậy thì rồi còn hai đứa trẻ, hai đứa trẻ mình vậy thôi chứ đâu có giọt nước mắt nào mà để giữ kỷ niệm hay gì đâu, phải không? Dạ. Đó. Nên cha quá vinh hạnh. Rồi hôm nay là ông ba qua đây đi ông ba. Hay là ông ba đây cũng được đấy. Rồi hôm nay là ông ba sẽ đi về Cà Mau, nhưng mà lần tới về á là về tất về lại Hậu Giang á là không có ông Tư rồi. Thì bây giờ là thời gian tới thì ông ba lấy gì làm niềm vui? Thời gian tới ông ba lấy gì làm niềm vui? Niềm vui nhất là vừa vui vừa buồn. Vui nhất là đi dắt trai quên đi cái tình nghĩa anh em đó, cũng có gắn kết nhau 4-5 năm đó. Rồi cũng dắt trai nọ cho cô phay phả nó vui chỗ đó. Còn mà thứ hai đó là buồn đó là chỗ này. Mình có người anh kết nghĩa rồi ổng về quê đó con tụ gia đình. Tình cha con ba mấy năm đó. Thì anh về dưới là mình mừng cảm xa cách quá cả lâu, 3-4 năm rồi. Rồi mừng cảm về đó rồi nghe nó không về, không về về quen cái mình vui mừng cảm rồi đó. Mừng quá trời lâu rồi, 3-4 năm rồi. Anh dưới này đó, anh cũng nhớ lại em, nhưng mà anh cũng mượn bưng cái ly rượu là cũng như anh bắt tay em rồi đó. Vậy thôi chứ không có gì. Gì nữa không? Đây là tình nghĩa cho con sống phấn tích với nhau, đoàn tụ gia đình đó. Thì mình mừng cho anh, cho ảnh gì đó, đoàn tụ gia đình 70 mấy tuổi rồi. Tính ra thì cha con người vẫn hơn nghĩa đệ huynh ha. Phụ tử mà, phụ tử thì nó hơn nghĩa đệ huynh nha. Trên phụ tử mà hơn nghĩa đệ huynh. Nhưng mà thầy con hỏi là ông ba là thời gian tới là ở Hậu Giang ba lấy cái công việc gì ông ba làm niềm vui?
bạn mình nữa đâu. Em vui đã. Mười mấy năm rồi, bạn nhau mười mấy năm rồi ông bà. Hả? Bạn nhau mười mấy năm rồi. Ổng hả? Dạ. Tu 5 năm 6 năm nè. Còn có tình huynh đệ là đâu 5 6 năm nè. Thôi hỏi hồn ba ngậm ngùi, ba khóc nữa đó. Khóc thiệt luôn á. Phải vậy đó con. Dạ. Thà con kết nghĩa. Còn kết nghĩa thì xa vắng thì cũng ai không cầm lòng đâu được đó. Yeah. Nhưng mà hoàn cảnh mỗi người nó cũng một cái hoàn cảnh khác nhau đó. Bạn đời đi rồi. Thôi bây giờ nghỉ ngơi tí xíu thì ông cháu mình sẽ lên đường. Rồi.